vân vân. Đến đây rễ những người Mỹ từ hạm đội 7 mặc thường phục vào thuê phòng rồi. Theo quy định, 7 giờ chiều hôm sau, ngày 28 tháng 4, tôi sẽ xuống hải thuyền đậu ở một nơi riêng biệt bên biệt khu hải quân. Bên ngoài trời mưa gió, khung trời Đà Nẵng chung quanh toàn biển nên gió thật nhiều. Không gian ẩm thấp, xám xịt. Từng đợt gió mạnh đẩy bạc những hạt mưa nho nhỏ qua khung cửa sổ vào mãi chỗ giường tôi nằm. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn không muốn đóng khung cửa sổ lại. Cứ nằm đón nhận từng làn hơi ẩm ướt của gió mưa, buông nơi tâm tư bồng bềnh ngược xuôi chìm nổi. Đã hơn 10 giờ tối, nằm mãi không ngủ được. Đầu óc tôi lướt nhanh soát lại tất cả các vật dụng sẽ mang theo. Tôi đã để lại nguyên chiếc vali cồng kềnh với tất cả hành trang của một đời trai độc thân với bao ân tình kỷ niệm. Từ chiếc đồng hồ Tây, đi công tác tôi đã được cung cấp một đồng hồ khác loại chống nước của Liên Xô. Chiếc dây chuyền 3 chỉ vàng chưa hề bao giờ đeo, tiền bạc, toàn bộ giấy tờ, chiếc ví da, cho đến những thư từ hình ảnh của bạn bè. Tôi cảm thấy một Đặng Chí Bình như đã lột xác, trút bỏ hết tất cả, ngay đến những hơi hướng của những cảnh đời đầy hương sắc, để trở thành một Lê Viết Hùng sẽ ngược xuôi trong một cảnh đời khác. Một cảnh đời lầm than cực khổ của những con người lôi thôi lết thích, làm việc như những con vật quần quật suốt ngày đêm. Tâm tư tôi đang chìm đắm trong những cảnh sống của khung trời miền Bắc đợi chờ. Chợt văng vẳng một giọng hát nho nhỏ, cao vút đâu đây. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lặng lặng chiều mưa nhai, biển xanh vẫn xanh người đi xa đây. Tôi giật mình bâng khuâng. Câu hát trùng với hoàn cảnh của tôi làm sao? Không hiểu ai đó lại ca vào đúng lúc này. Không thể dằn được sự tò mò, tôi bật dậy, tiến tới cửa sổ, nhô hẳn đầu ra ngoài, nghe ngóng. Tôi đã xác định được tiếng hát từ lầu trên. Chẳng rõ nguyên nhân nào thúc đẩy, tôi mở cửa, nhẹ chân rón rén lên lầu. Bước dần lại căn phòng vẫn còn giọng hát lả lơi nho nhỏ. Tôi dựa tường, yên lặng đứng nghe. Giọng cao lúc nghẹn ngào than vang, nhưng có lúc lại vút cao lênh lảnh tràn đầy mộng ước. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau, biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Tôi cảm thấy đứng như vậy thật là một hành động bất nhã. Chỉ vì lời ca của một bản nhạc nào đó tôi không biết tên đã hợp đúng tâm trạng của tôi. Tôi lần bước xuống hẳn dưới nhà. Người bồi với ông quản lý đang ngồi hút thuốc nói chuyện. Thoáng thấy tôi xuống đều đứng dậy, tưởng tôi cần việc gì. Đang đo một lúc rồi tôi hỏi. Nè, trên phòng 12 ai hát hay vậy? Người bồi tên là Lụa. Đẩy hẳn cái ghế ra, quay lại, mắt sáng lên nhìn tôi, giọng Quảng Nam săn đón. Trời ơi, hôm nay thà mới hóa, cổ là em nuôi của ông chủ tên là vợ Lý Hương, cơ sĩ tài tử đó. Nếu thà muốn làm quen, mời cháu sẽ giới thiệu cổ cho thà. Cổ nổi tiếng kiêu kỳ, nhưng với thầy,
cháu thấy hơ người hợp lắm. Cháu bảo đảm ăn chắc mà. Tên lụa nói líu lo một hồi, cướp hết cả lời ông quản lý. Tôi nghĩ, phần vì hoàn cảnh và điều kiện không cho phép, phần vì còn đang phải dấn thân vào những phương trời giông bão, không được quyền đa mang những chuyện bận tâm. Nên tôi nghiêm hẳn nét mặt, cố nói giọng thật lạnh lùng. Cảm ơn anh. Cô ấy đã làm cho tôi mất ngủ vì hát giữa đêm khuya. Nói xong, tôi trở lên phòng, trước bốn con mắt mở to ngạc nhiên của họ. Lúc này tiếng hát đã im bặt, nhưng lời ca và giọng hát đó đã theo tôi về phương trời miền Bắc xa xôi suốt dài theo năm tháng, nhất là vào những đêm mưa buồn khó ngủ. Giờ chiều hôm sau, Phan đến đưa tôi sang biệt khu hải quân. Khi đến gần, một chiếc thuyền đậu khuất trong một vùng nhỏ vắng vẻ. Tuy Phan chưa nói, nhưng qua một số hiện tượng tôi đã hiểu đó là chiếc thuyền tôi sẽ đi. Nhìn bề ngoài, chiếc thuyền trang bị như một thuyền đánh cá ở các vùng ven biển. Nhưng theo Phan nói, máy móc được trang bị thật tốt, có thể chạy từ 10 đến 12 hải lý một giờ. Lúc Phan dẫn tôi xuống thuyền, tôi đã thấy lố nhố 5-6 người, đa số là thanh niên, mặc toàn quần áo nâu. Hai người làm tôi chú ý hơn cả, đó là một ông già chừng 50-55 tuổi, dáng mặt đen ròn, mạnh khỏe, và một người khoảng 40 tuổi, mặc may vô, tay cầm cái mỏ lít. Vừa chui từ hầm thượng lên, thân hình anh ta trông lực lưỡng, to cao với những bắp thịt cuồn cuộn, chắc nịch như một lực sĩ. Sau khi cả 6 người dưới thuyền có mặt đầy đủ, Phan chỉ ông già, rồi quay lại tôi. Đây là bác thuyền trưởng. Rồi Phan chỉ tiếp anh chàng có thân hình to lớn, chừng 40 tuổi. Còn đây là anh thợ máy. Sau đó, Phan khoa tay nói rằng, những người còn lại là thủy thủ. Theo lệnh Phan, một anh chạy lên chỗ xe jeep mang vật dụng của tôi xuống thuyền. Tôi thấy các anh, các bác dưới thuyền, người nào cũng đen sạm, rắn chắc khỏe mạnh. Họ đều là người Công giáo, vì tôi thấy ai cũng đeo tượng Chúa, và nhất là ở mấy vách thuyền, mấy cổ tràng hạt còn đang rung rinh theo đà lắc lư của con thuyền. Tất cả đều là người miền Trung. Khi cả Phan và tôi đã chui vào trong khoang thuyền, Phan quay lại hỏi toàn thể. Tất cả những đồ cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ chưa, anh em? Bác thuyền trưởng dõng dạc trả lời. Thưa tất cả đã đủ rồi. Phan hất hàm về phía anh thợ máy. Tình trạng máy móc thế nào? Anh ta trả lời, giọng quảng bình chắc nịch. Thưa, bình thường. Bây giờ, Phan mới hướng về phía tôi, nói với toàn thể những người dưới thuyền. Đây là ông cán bộ, đi công tác đặc biệt. Các anh em có trách nhiệm phải đưa ông đến điểm đổ bộ như đã quy định. Suốt trên đường đi đến mục tiêu, ông có toàn quyền bảo thuyền quay lại. Các anh em phải theo lệnh. Nghe Phan nói, tôi hiểu. Nếu lúc đó bắt đầu việc thực tế, tôi mất tinh thần, tôi sợ. Một điệp viên vào đất địch mà sợ hãi, dứt khoát chỉ làm hư việc, thì quay về là đúng. Nếu không, đôi khi còn tác hại hơn, không thể nào mà lường được. Anh sợ, anh quay về. Chỉ có một điều hại là công tác chưa thi hành được, chứ địch chưa biết gì. Và anh chỉ bị kỷ luật như đã quy định mà thôi. Chứ não anh đã sợ, mà anh cứ vào đất địch, chắc chắn anh sẽ không hoàn thành được công tác để dễ dàng bị địch phát hiện. Địch sẽ khai thác những tài liệu mật anh mang theo, sự di hại còn to lớn biết chừng nào. Sau đó, tôi theo Phan lên bờ. Phan đặt tay lên vai tôi, thân mật. Sao? Tinh thần của tôi thế nào?